bản thân tôi và gia đình thì nói chung là trong cái mùa dịch này thì sinh em bé thì chúng tôi cũng rất là lo lắng. Từ khi vào về bệnh viện rồi thì thấy cũng yên tâm rồi, nó không lo lắng gì nữa. Vì vô bệnh viện thì các em thì tất cả các bác sĩ cũng đã tận tình và chăm sóc rất là tốt, rất là kỹ để phòng chống cái bệnh như này. Cho nên chúng tôi là sinh em bé thì trong thời điểm này cũng an tâm khi vào về bệnh viện rồi. Cảm thấy hơi lo lắng về trong mùa dịch này, lo lắng bảo vệ sức khỏe cho mẹ con với lại gia đình mình với lại người khác trong bệnh viện. Chung thì cũng có một chút lo lắng vì mùa dịch bệnh mà thì sinh ở trong mùa này nhưng cũng rất là bất tiện, nhiều thứ mình lo cho con, nhưng mà rồi mình cũng nghĩ là không sao, mình sinh bên cạnh sẽ chuyện sinh nữa, mình thì còn có bác sĩ rồi nhiều người họ lo lắng họ chăm sóc thì mình yên tâm thôi, chứ chỉ cần mình cứ tuân thủ đúng quy định của bệnh viện, của bác sĩ và nhà nước yêu cầu thì mình sẽ không có gì lo lắng. Làm vậy cũng muốn vì sức khỏe của mọi người, trong cái quá trình mà theo dõi thì ở bệnh viện này á, mà giám sát về cái trong mùa dịch này á, thì riêng bản thân tôi á, thì thấy thì rất là tốt về quy trình này, về như vậy làm như vậy thì mới đảm bảo được cho sức khỏe của mỗi của gia đình của mỗi bệnh nhân cũng như là tất cả trẻ sinh ở đây, thì chúng tôi nên hài lòng mới chọn được cái bệnh viện, tôi thấy hài lòng. Mình nói cũng đó là điều dĩ nhiên phải làm thôi, vì là tốt cho mình mà tốt cho cộng đồng, tốt cho cả gia đình, người thân mình, thì đó cũng không có gì phải là phải thắc mắc hay là phải thấy khó chịu đó. Nếu như đến mùa dịch này mà tới mà bệnh viện mà không làm gì hết thì lúc đó mình mới thôi, chứ còn bệnh viện làm kỹ như thế thì tốt cho gia đình mình, tốt cho mọi người, mình không phải lo. Như vậy mình mới chọn đúng bệnh viện này để mình chăm sóc cho gia đình, cho con mình thôi.